Em chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái bàn ủi điện của Fuji. Bây giờ em sẽ xoay một vòng cái bàn ủi điện Fuji này cho cả nhà xem ha. Bàn ủi điện này em về xin chặt rẻ rồi, cả nhà về sử dụng thôi ha. Được rồi, bây giờ em sẽ đo kích thước của bàn ủi điện này cho cả nhà. Trước tiên em sẽ đọc thông số của bàn ủi điện Fuji này. Thì bàn ủi điện Fuji này á là của Fuji Alexo Magnetic Foot, có model là FA250-500 là cũng như thông số của cái bàn ha. Đó. Con này á là sử dụng nguồn điện dinh là DC 80V 0.71A. Tổng trọng lượng của một cái bàn cờ điện Fuji này á, nó nặng là 68,5 kg. 68,5 kg ha. Thì cái thông số mà model của cái bàn cờ điện á, nó cũng như cái kích thước là chiều dài của nó là 500mm và 50cm ha. Còn mà chiều rộng của bàn Fuji này á là 250mm và 25cm. Và cái chiều cao của bàn Fuji này là 88mm và 8,8cm. Ở cái nhà coi ha, mặt bàn rất là sạch sẽ và đẹp. Rất đẹp. Rồi, em sẽ khi mà cái nhà mua cái bàn cờ điện bên em á thì lúc nào cũng có kèm một cái hộp đổi nguồn input là 220V AC, thì nó sẽ tạo ra nguồn điện là DC có điều tốc điều chỉnh từ 0 đến 220V DC. Đó, là tạo ra nguồn điện DC. Thì tất cả các bạn sử dụng nguồn điện DC ha, đừng có cắm điện AC vô là nó thì luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ em sẽ đấu điện cho cả nhà. Đây là cái dũa ha, bỏ lên và không hít nha. Đó, không hít. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện lên cho cả nhà ha. Đó, cả nhà đã điều chỉnh lên trên này. Thì ở đây nó chỉnh là từ 1, từ 0 đến 10. Thì em sẽ chỉnh cái mức là giờ đó là 80V DC. Thì em sẽ chỉnh nó từ số 5 thôi nha. Mình đừng có lạm dụng, thì lạm dụng nó sẽ không tốt cho mình. Khi mình tăng điều tốc lên thì nó càng hút càng mạnh, nhưng mà nó sẽ không tốt ha. Mình cứ điều chỉnh đúng cái dòng điện 80V DC hoặc hơn chút xíu thôi cũng được. Đó. Lấy ra không được luôn nha cái nhà. Cái nhà chỉ cần chừa rồi dựng ra được thôi. Đó. Rồi. Biết bưng nổi không nữa. Đây để em lọc cái này cái.
Ở luôn nha. Cái này nó bị nghiêng. Không thôi là giúp luôn các bạn, từ luôn luôn á. Thích rất là mạnh. Mà cái này á, là nó đến nặng đến 68,5 kg rồi mà. Đó. Khi mà em bắt đầu tắt tắt xuống ha. Đó. Thì cả nhà sẽ lấy ra bình thường. Đó. Rồi. Giờ mở nó dài ha. Là không lấy ra được ha. Đó. Rất cứng. Được rồi. Đây. Đó. Đó. Thì em sẽ xin đọc lại thông số của cái bàn ưu điện Fuji này. Thì bàn ưu điện Fuji Electro Magnetic. Con này có model là FA250 nhưng cho 500. Con này sử dụng nguồn điện nguyên zin của nó là DC80V 0.71A. Tổng trọng lượng của một cái bàn Fuji này á, là nặng là 68,5 kg. Có chiều dài của mặt bàn là 500mm, là 50cm ha. Chiều rộng của mặt bàn là 250mm, là 25cm. Chiều cao là 88mm, là 8,8cm. Thì em sẽ bán cho cả nhà một cái bàn ưu điện như thế này với cái giá là 6.800.000 đồng. 6.800.000 đồng là em bao gồm phí vận chuyển ha. Còn cả nhà có sử dụng đến có kèm cái cục đổ nguồn như thế này, thì cả nhà nếu mà không lấy cục đổ nguồn này á thì cả nhà sẽ trừ ra 400k. Và nếu mà cả nhà ai có mua cái cục này em cũng có bán gần là 500k ha. Còn giờ theo cái bàn ưu này á, nếu mà không lấy thì em sẽ trừ ra 400k một cái cục đổ nguồn DC này. Thì hiện giờ là cũng như gần hết tất cả các bu cục vì Airport, bu điện và giao hàng tiết kiệm sẽ không nhận cái hàng nhận và vận chuyển, thì cũng nghe nói là làm đến hết 26-27 gì đó nó sẽ nghỉ. Thì bây giờ là bên em chỉ nhận thanh toán một lần và gửi chành xe. Khi tất cả các chành xe nào còn hoạt động là em sẽ còn gửi hàng ở mọi miền. Rồi em cảm ơn cả nhà.